Nếu có 30 củ trong tay, bạn sẽ mua gì cho mình? Một em iPhone XS 64GB hay là một chiếc iPad 2018 mới nhất? Hay là chiếc Apple Watch cực kỳ thời thượng? Và không, mình đã từng nghĩ như vậy, luôn luôn là các thiết bị của Apple. Thế nhưng với 30 triệu thì các bạn chỉ có thể sở hữu một em đồng hồ Garmin này thôi. Xin chào các bạn, mới nghe qua hoặc nhìn qua tiêu đề thì các bạn cũng đã hiểu mình đang nói đến cái gì rồi đấy. Nếu nói đến các thiết bị cao cấp thì trước đây mình chỉ có thể nghĩ đến các thiết bị như là Apple Watch của Apple. Tuy nhiên mọi thứ đã thay đổi khi mình bước đến một thương hiệu mới, đó chính là Garmin. Với chiếc đồng hồ có mức giá cao nhất của Apple cũng chỉ 13 triệu, tất nhiên là theo sau đó là một hệ sinh thái từ MacBook, iPhone, iPad. Tuy nhiên, để có một chiếc đồng hồ mà khi đeo lên tay thể hiện độ chất chơi, giàu có này nọ của bạn thì ngoài Garmin ra không có một thương hiệu nào xứng đáng hơn. Và hôm nay trên tay mình đây là sản phẩm cao cấp nhất của Garmin, em Garmin Fenix 5X Plus. Với mặt kính bằng sapphire, dây đeo bằng titan và được phủ lên một lớp carbon, chỉ cần đơn giản như vậy chứ chưa cần đi vào chi tiết cấu hình hay là tính năng thì các bạn cũng có thể thấy là những thành phần hoàn thiện nên Fenix 5X Plus đều cực kỳ cao cấp rồi. Đi sơ qua về bề ngoài của em nó thì các bạn có thể thấy rằng đây là một chiếc đồng hồ sở hữu phong cách thiết kế cực kỳ nam tính cũng như là cứng cáp, với mặt đồng hồ có kích thước là 30,4mm, độ phân giải 240x240 pixel, được trang bị công nghệ Sunlight Visible giúp cho việc mang em nó và sử dụng ngoài trời dù là nắng gắt đến đâu thì cũng cực kỳ dễ nhìn. Tất nhiên rồi, sản phẩm cao cấp mà lóa sao được. Với cực kỳ nhiều tính năng cao cấp và mình sẽ nói ngay sau đây, nếu các bạn nghĩ nó chỉ đơn giản là một chiếc đồng hồ với các chức năng quản lý sức khỏe thì các bạn nhầm rồi. Nếu mà kể đến các công nghệ được tích hợp trong chiếc đồng hồ này, chắc chắn là video này sẽ dài lê thê mất, nhưng mà mình sẽ tóm tắt bằng 3 từ, đó chính là đẹp, mạnh và hữu ích. Đẹp với cách hoàn thiện, mạnh với các tính năng được Garmin Fenix hỗ trợ và hữu ích bởi chính những công cụ mà Garmin Fenix mang cho mình phục vụ cực kỳ tốt công việc. Và hữu ích như thế nào thì hãy chú ý trong video này nhé. Nói về thiết kế, để có thể tạo nên một thiết bị đẹp như thế này thì Garmin đã phải trang bị cho em nó cực kỳ những chất liệu cao cấp như là mặt kính sapphire, khung vỏ bằng titan và kể cả phần dây nữa. Tất nhiên là vì đây không thực sự là một thương hiệu quen thuộc với người Việt, nhưng mà nó đã là một vật phẩm cực kỳ high beast trong giới nhà giàu trên thế giới. Nếu các bạn nói nhà giàu thì dùng Rolex rồi là Daini chứ không thấy ai đeo Garmin cả. Nếu thế thì các bạn lại nhầm rồi. Nếu mà so sánh giữa đồng hồ và điện thoại thì các bạn có biết tại sao có người dùng Vertu lại có người lại dùng iPhone mạ vàng hay không? Đó chính là lý do khi một vị khách mua chiếc Garmin này thì có lẽ không chỉ để khẳng định vị thế mà còn là một người sử dụng đồng hồ cho việc quản lý công việc và thiết lập khoảng thời gian phù hợp cho các dự tính. Sở hữu bộ nhớ trong lên đến 16GB, các bạn có thể lưu trữ đến 500 bài hát, có thể kết nối với các sản phẩm tai nghe không dây để nghe nhạc, cũng như là sử dụng như là một chiếc thẻ thanh toán với kết nối NFC và ứng dụng Garmin Pay hiện đại, được trang bị kết nối với điện thoại thông minh cũng như là có thể đồng bộ hóa công việc một cách cực kỳ dễ dàng và tiện lợi với tính năng Connect IQ. Mang trong mình sứ mệnh là chiếc đồng hồ thông minh có các chức năng hỗ trợ sức khỏe nâng cao, các bạn sẽ có được tất cả các công nghệ nổi tiếng nhất trong các dòng Vivo hay là Sport với chức năng như là đo nhịp tim nâng cao, phụ trợ sức khỏe như là mức stress, pin năng lượng, cân bằng giấc ngủ hay là đếm bước chân. Ở việc này thì hoàn toàn dễ hiểu bởi khi bỏ một số tiền lớn như vậy đầu tư cho chiếc đồng hồ thông minh thì có lẽ đó sẽ là những chức năng cơ bản nhất mà một chiếc đồng hồ thông minh cần có. Với việc tích hợp thực hiện một số bài tập được thiết lập sẵn như là những bài tập giúp bạn giải stress hay là cardio hay yoga, cùng với đó là Garmin cũng phân tích cũng như là lưu giữ các thông số này giúp các bạn có cái nhìn rõ ràng nhất về tình trạng thể chất của bản thân. Với việc tích hợp các công nghệ phân tích Interval Training, các bạn có thể đưa ra kế hoạch cũng như là định hướng cho việc luyện tập thể thao của mình hàng ngày. Ví dụ, bạn có thể tùy chỉnh cho Garmin nhắc nhở bạn những khoảng thời gian bạn đã cài đặt trước cho việc tập luyện, lượng calo cần đốt cho những bài tập cardio hay là quãng đường cần chạy, vị trí chạy cũng như là đo lường khoảng cách, sự tiến bộ hàng ngày. Tóm lại, khi sử dụng em nó giống như là bạn đang mang theo một người bạn vô hình của mình vậy, sẽ luôn có hướng dẫn cũng như là chỉ định cho bạn về mức độ căng thẳng của bản thân, mức năng lượng trong cơ thể. Việc bạn đánh giá về một trong những chiếc đồng hồ đắt tiền cũng như là hỗ trợ cho sức khỏe có thể nói là tốt nhất thị trường hiện tại thì đều tùy thuộc vào nhu cầu của bản thân bạn.
Với cá nhân mình mà nói, đây chính là chiếc đồng hồ mà mình đánh giá cao nhất khi so với các sản phẩm đồng hồ thông minh khác. Tiện lợi, sang trọng và trên hết là có cực kỳ nhiều những chức năng hữu ích. Và cuối cùng, bạn thấy thế nào về chiếc đồng hồ này thì hãy để lại comment cho chúng mình ở dưới phần bình luận nhé. Còn nếu bạn thích các sản phẩm như là đồng hồ thông minh hay là vòng đeo tay thông minh thì đừng quên ấn xuống phần link bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.